Cô ơi, cô ơi, lấy một tờ coi thử đi. Chúng tôi đang có ưu đãi khai trương massage bàn chân 1 tiếng chỉ có 138.000. Nếu cô mua phiếu cả năm chỉ có 108.000 thôi. Massage 120 phút thì được tặng một tô mì thịt bò bổ thận tráng dương. Copy ý tưởng tới mức quá đáng. Là ai mà không nể mặt vậy? Cũng không chào hỏi một câu. Cô ơi, uống gì không? Không cần đâu, cảm ơn. Cảm ơn. Copy ưu đãi giống vậy thì có ích gì? Tay nghề làm sao bằng đinh tỷ này chứ. Chào cô. Sao anh ở đây vậy? Tiệm này của anh hả? Đúng vậy. Hèn chi copy giống y chang em à. Em cũng đoán được là người quen mở mà. Chắc em không ngại đâu ha. Gạo nấu thành cơm, có sao đâu chứ. À, sao dù ở xưởng quay phim đó, cục trưởng có tới tìm anh, hỏi anh có muốn làm cấp trên liên lạc không. Dẫn đội tới Thái Lan bắt được một tên trùm ma túy Hồng Kông. Bởi vì tên đó là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, cộng thêm hợp tác với FBI, cho nên tuyệt đối bảo mật, không thể nói với bất kỳ ai. Điều tra hết thảy 3 năm, cuối cùng bắt được tên tội phạm. Tháng trước mới quay về Hồng Kông thôi. Vậy anh định không làm cảnh sát nữa, cho nên mở tiệm massage hả? Anh cũng bắt chước em thôi. Mở tiệm massage là giả thôi, nhận tin tức mới là quan trọng. Vậy tức là lấy tiền công ra làm chuyện riêng rồi đúng không? Sếp tiếc. Phải chịu lỗ một mình đó, Madame Đinh. Giờ sao hả? Chị nói không làm hả? Được thôi, nè. Anh nghe nói Madame Đinh gần đây phá được vụ án lớn, trở thành nhân vật nổi tiếng. Rảnh rỗi dạy cho anh vài ba chiêu đi. Vừa mới về đã cập nhật tin tức rồi sao? Anh là CIB mà. Sao hả? Tài nghề của anh có được không đó? Thử rồi em sẽ biết thôi. Hết giờ, nhanh quá vậy. Thì đó, có phải anh đã làm gì cái đồng hồ không? Có thêm giờ không? Cùng lắm tính rẻ cho em. Thôi khỏi, em phải về rồi. Vậy cũng được. Cảm ơn em nha. Đinh à. Có rảnh thì thường xuyên tới đi. Lúc này anh luôn túc được ở tiệm. Ừ. Bye bye. Bye bye. 有勇气踏前觅幸福，连从无回望，再计算也没一种方法，定论什么讲对或错，只需知道别连累你对我失望，无惧世事变改，还是越难越爱，唯你所以再期待。 花开花落，至少这一季被甜蜜盖过了伤害。无负跳入爱海，沉重越来越爱，就算一切没记载，软弱会再有气概，跟处境比赛，在头上就算有些。
感觉，让我学会抱紧撑到未来，别让手放开。Ý, anh à, anh lại tới mua áo mưa hả? Chọn được dùng loại nào chưa? Tôi lấy hết. Tổng cộng của anh 369.500. Quẹt thẻ đi. Anh à, thẻ tín dụng của anh lại không có tiền ở trong đó. Hả, anh à, sao anh có tiền lớn không vậy? Xin lỗi anh nha, chúng tôi cũng không nhận tiền lớn nữa đâu. 3 năm rồi anh vẫn không tiến bộ chút nào. Em thật sự quá thất vọng với anh. Đừng nói là em quên mang theo chìa khóa nữa nha. Hình như là vậy. 3 năm rồi em vẫn không tiến bộ chút nào. Anh thật sự quá thất vọng về em. Nè, trong 3 năm nay anh tiến bộ nhất chính là tay nghề đó nha. Có thật không đó? Nè, 3 năm lần đó anh có còn như xưa không vậy? Để anh cho em thấy cái gì gọi là tiến bộ. Nè, cẩn thận đó. Vẫn còn rất mềm. Anh đã nói được rồi mà. Nhìn nè, một tay cũng được luôn. Nè. Mà còn thụt lùi. Mắc cười lắm hả? Mắc cười lắm đúng không? Cười, 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 cười nè. Anh cố tình đó. Còn nói là cố tình. Tiến bộ tức là không phải dậm chân tại chỗ. Tại sao chúng ta suốt ngày cứ ở cùng một chỗ gì gì đó vậy? Vậy không phải ở cùng một chỗ gì 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 gì, gì ở đâu hả? Anh bị điên hả? Ở đây. Sao hả? Hả? Em sợ à? Làm đồ gián cái gì cũng từng làm hết rồi. Xe cấp cứu thôi mà. Sợ gì chứ? Anh có biết em là ai không? Em hả? Là Đinh Tỷ đó. Em mà biết sợ sao? Qua đây. Qua đây đi. Nè, qua đây, qua đây. Kêu qua là đây. Có mặt, kêu là có mặt. Kêu qua là đây, có mặt. Qua đây đi. Nè, kêu là có mặt. Qua đây. Thấy chưa? Bị trúng chỗ đau rồi. Sợ hả? Lại nữa đi, lại nữa đi. Hả? Sao hả?